Trước khi đến với thí sinh tiếp theo, chúng ta nghỉ giải lao trong giây lát. Chào mừng quý khán giả quay trở lại với chương trình Dance Your Fat Off, bước nhảy ngàn cân. Anh ơi, lỡ mà có ai làm lỗi gì với anh thì anh có dễ dàng bỏ qua cho họ không? Đã là con người thì không ai không lỗi lầm hết. Và khi họ lỗi lầm thì mình cứ lấy nụ cười để giải quyết tất cả vấn đề. Có nghĩa là ai chọc anh giận, anh cứ cười cho họ vui. Đúng rồi, chỉ cười, nụ cười có thể xóa tan tất cả. Giống như những ngày hôm vừa rồi là em làm anh buồn rất nhiều, nhưng mà anh vẫn cười với em mỗi ngày. Nhưng mà trong lòng anh có bỏ qua không, có dễ tha thứ? Hãy bao dung. Khi bao dung thì mình được nhiều hơn là mất. Trời ơi, hôm nay mặc đồ đẹp mà còn hả? Tốt bụng thiệt á. Chỉ cần có một người nói là hãy tha thứ cho em, anh bỏ qua hết. Bộ có nhiều cô gái làm lỗi với anh lắm sao? Không, lỗi lầm toàn anh mang lại cho phụ nữ. Vậy mỗi lần như vậy thì anh nói gì với anh ta? Hãy tha thứ cho anh. Và quý vị khán giả thân mến, chủ đề nãy giờ Ngọc Diệp với Trường Giang đề cập cũng chính là tựa đề ca khúc Xin Hãy Thứ Tha của thí sinh sau đây. Mời quý vị hãy cùng gặp gỡ Anh Kiệt. Mình rất thích là ca sĩ Phương Thanh, tại vì chị Phương Thanh thì rất là cá tính, cái tướng đi rất là men. Mình còn thích một cái điểm nữa là cái mục rùa của chị Phương Thanh rất là duyên. Ngồi nhìn chiếc lá rung rơi theo cội nguồn, lá rơi dậy 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 tập anh ơi, dậy nhanh nhanh dậy đi tập đấy giờ. Kiệt có một vài thực xấu, không có ôn bài mà Kiệt hay đi ra soi gương nặng mụn. Em rất mệt chị Thảo à, tập đến nỗi mà mình rất là mệt luôn, nhưng mà chị vẫn chưa thấy đủ. Cái điểm thoải mái ở tuần này đó là nhạc Việt, mình sẽ dễ nghe hơn, dễ cảm hơn. Cái khó khăn của mình đó là cái cách thể hiện động tác, tại vì lyrical child rất là cảm xúc. Khi mà diễn tả cái cảnh chia ly nó phải níu kéo như thế nào và nó dằn vặt dây dứt, mạnh mẽ nhưng cũng có lúc yếu đuối. Mình sẽ cố gắng sử dụng kỹ thuật và cái diễn xuất của mình để hoàn thành bài nhảy và đem đến cho quý vị khán giả và mọi người một cái bài nhảy thật tốt. Rằng em luôn giận anh, em đâu nào hay em đã sai, bởi vì em luôn hơn ghen khi anh cười vui với ai. Tình đâu khi thời gian vô tình mang anh đi, vì hôm nay em nhận ra mình đã quá yêu anh. Bao lời yêu thương vội quên đi, I wish I could take it back. Bao năm đầu em đã trao, I wish I could take it back. Khi tình yêu không còn đắm say, I wish I could take it back. Chỉ ước mong rằng em đừng như lúc xưa. Sorry, người hãy quay về đây. Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng, qua mau những tháng năm bên nhau ngọt ngào. Như thuở nào, oh please, người ơi hãy về đây bên em. I'm sorry, this is my apology to you, oh, right here. I'm really sorry for what I did to you. I wanna make this true, come back baby please. I really wanna say this. Sorry, người hãy quay về đây. Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng. Và bây giờ xin được nghe ý kiến của ban giám khảo Hoài Linh ạ. Tôi chia cái bài này ra làm hai phần. Cái phần sau là cái phần cao trào của các bạn, tức là nó 30-70. Cái phần đầu nó còn hơi bị nhạt một chút. Và khi mà các bạn bắt đầu vào cái phần mà nó cao trào đó, nó lại mạnh mẽ quá sức. Nếu mà các bạn chia ra nó cân bằng 50-50 thì nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên có những cái động tác mà các bạn tạo hình rất là khéo, và kể cả những cái mà nằm ở trên chân. Rồi về tổng thể thì bài diễn của các bạn cũng khá là tốt. Hôm nay thì thực sự ra Kiệt ở phần đầu thì em có vẻ nó hơi loạn chọn một chút, tức là anh cứ chờ nó tới cái nó hụt xuống, nó tới cái nó hụt xuống. Thế là ráng cố gắng hơn nha. Cảm ơn các em. Xin cảm ơn anh Hoài Linh. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Tôi thấy cái bài này các bạn đang dành cái sự diễn xuất nó nhiều hơn là phần nhảy. Tất cả những động tác khó đều giao cho Xuân Thảo hết. Hưng vẫn trông chờ một cái sự bùng nổ thật đặc biệt trong bài diễn này thì chưa thấy có điều đó. Nhưng mà tôi thích cái phần mà dùng cái gót chân á, khi mà em đẩy lăn Xuân Thảo vào đó, đẩy ngược trở ra cũng bằng gót chân, nó rất là khó làm. Dĩ nhiên múa là ngôn ngữ của cơ thể, của cái sự bày tỏ đó, nhưng mà nếu như được tôi vẫn thích phụ nữ được đối xử nhẹ nhàng hơn thay vì quăng ném như vậy và dùng chân đá hất như vậy hết, tội nghiệp quá. Tuy nhiên đó là một cái trò chơi khó mà các bạn tự đặt ra. Với cái bài này thì cái phần nhảy ngày hôm nay nó chưa được nhiều hơn thôi. Đúng rồi anh, chính xác. Cái năng lượng của hai bạn trên sân khấu nó rất là khác. Giống anh Hoài Linh nói là một bạn là 30, một bạn là 70%. Mình thấy nó cũng hơi khó chịu một tí. Và đúng là cái câu chuyện này nó rõ ràng y chang giống cái lời trong cái bài hát này. Và cái bài biên thì rất là tốt, nhưng mà cái phần thể hiện của Kiệt nó không mực lắm. Trong mấy cái tuần vừa rồi đó em đang nổi bật, xong tuần này em hơi trượt xuống một tí xíu. Và giống anh Đàm Vĩnh Hưng nói là nhảy múa là ngôn ngữ cơ thể. Và anh thấy rõ ràng cái gương mặt thì tụi em diễn rất tốt, nhưng mà mình phải cảm nhận, tụi em phải tạo ra cái cảm giác đó với cái động tác của các em. Quan trọng hơn là anh phải thấy cái đó và cảm nhận cái đó với Kiệt. Không phải một bài tốt nhất của em trong cái cuộc thi này. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của ban giám khảo. Và xin mời ban giám khảo cho điểm thí sinh anh Kiệt. Xin mời anh John Huy. Hãy thử tha cho anh nha. 6 điểm. Xin cảm ơn anh. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Cộng thêm 1 điểm cho cái vấn đề mà dùng gót chân để đẩy diễn viên đó là 8 điểm. Xin cảm ơn giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Và xin mời giám khảo Hoài Linh. Hôm nay tôi nói nhiều rồi, tính là không nói nữa, nhưng mà cũng phải có chút xíu để nhắc nhở em là anh biết em còn rất là nhiều cái em có thể làm được. Ráng cố gắng nha. Anh gửi em điểm 8. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Điểm trung bình của anh Kiệt 7,3 điểm. Đó mới chỉ là một nửa số điểm của bạn. Mời bạn hãy bước lên chiếc cân phía trước để khám phá xem cân nặng giảm của bạn trong tuần qua là bao nhiêu. Cân nặng cũ 123,2 cân. Cân nặng mới 120,6 cân, giảm 2,6 cân, tương đương 2,1%. Và tổng số điểm là 9,4. Xin chúc mừng. Thí sinh có số điểm cao nhất chính là anh Khoa và thấp nhất tính đến thời điểm hiện tại là anh Kiệt.